Tuổi đời chán đơn côi, góp mòn đai lộ buồn, đêm đêm bóng bờ nhạt nhòa, hồn lặng tâm tư đi vào dị vãng, đường tình không chung lối, mang nuối tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay, lối về cùng hẹn hò, rượu em giấc mộng vừa tròn, tình hóng môi hồng, đêm dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mãi bước theo chồng. Em sáng ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ. Em Nam Khánh Nha xin kính chào quý vị. Clip tiếp theo em Nam Khánh Nha giới thiệu đến quý vị vài cặp loa Buk Cell các bác nhá. Các bác nhớ xem hết video. Các bác chưa ấn đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi các mặt hàng. Đây thì có một số những cặp Onkyo D200, D225 mã, một cặp loa Delong và một cặp loa BMB 300V. Các bác mời các bác xem video, em sẽ quay chi tiết báo giá cho quý vị từng sản phẩm nhá. Cặp loa đầu tiên là cặp Onkyo D200 25 mã cặp nhé. Đó, tem vàng này. Dòng tem vàng D200 25 mã. Đó, lia full. Bát 16 cm, một chép đôm titan anh em nhé. Một chép đôm titan, bát 16. Tất cả tuyến loa rất đẹp, tem vàng đầy đủ cặp nhé. Đó. Tất cả mấy cặp thì đều đầy đủ lưỡi căng. Đó. Thùng vách các thứ rất đẹp. Đây ba cặp e căng đầy đủ cả logo đầy đủ. Rất đẹp anh em nhé. Đó. Góc cạnh các thứ. Đó. Mỗi cặp thì nó sẽ có một cái số series khác nhau anh em để ý nhá. Đó. Công suất của nó là 150W một thùng các nhá, 150W một thùng. Đó, chịu kháng 6 ohm, made in Japan, nặng 6,8 kg một loa. Đó, D200 25 mã. Hai chiếc này rất đẹp anh em nhá. Series của con này nó là đuôi 188 này. Đó, 188 anh em nhá, trùng series. Đó. Cặp loa Onkyo D200 rất là đẹp nhé, series của nó là 188, 225 mã. Tiếp theo là một cặp Onkyo Liverpool D200 25 mã. Thứ hai cũng là 225 mã các nhé. Có hai cặp 25 mã. Đó. Và một cặp bên này là cặp trơn. Đó. Rất đẹp nha anh em. Nó chỉ khác nhau cái số series của giữa hai cái con 225 mã này, chỉ khác nhau số series thôi. Đó. Đây là phần đằng sau này anh em ạ. Đó, nguyên zin nguyên bụi nhá. Công suất thì vẫn là 150W một thùng. Series của con này nó là 168 ở đuôi. Đó, 168 ở đuôi các bác nhá. Đó, 168 ở đuôi này. Cặp loa là dòng này là cặp to. Hai cặp Onkyo 25 mã này, 225 mã này thì có đồng giá là 3 triệu một cặp anh em nhá. 3 triệu đồng một cặp hàng đấu giá trực tiếp ở Nhật về, còn rất là mới, ấy căng đầy đủ các nhá. Tiếp theo em quay cho quý vị đó là một cặp Onkyo D200 trơn các nhá. Cấu hình thì nó vẫn giống như những cái dòng 225 mã thôi. Đó. Mọi cái thông số thì nó đều như nhau về kích thước rồi là cân nặng thì củ bát nó cũng tương đồng nhau thôi. Đây là dòng tem của cái dòng D200 trơn này, các bác nhìn thấy chưa? Nó chỉ có chữ D200 thôi, còn con kia nó sẽ nằm chữ D225 mã, nó sẽ nằm giữa này. Đó, tem vàng các nhá, bát 16 màng carbon, chép đôm titan. Thông số của nó thì như nhau thôi. Quay cả đằng sau cho quý vị để xem anh em xem cái số series của nó này. Đây là phần đằng sau. Đó, khác một chút gì cả các cọc loa thôi. Series của con này nó là 812. 812 các nhá, 812. Bên đây cũng là 812. Đó. Phần tem của nó đây. Công suất là 150W. 6 ohm, 6,8 kg. Nó chỉ khác nhau với cọc loa thôi các nhá. Cọc này là cọc
nhỏ, còn con kia nó cọc to. Đó. Kết cấu vặn thì nó như nhau thôi, nhưng con này thì là nó dòng đời đầu, đó, đời đầu tiên. Đó. Cọc này là cọc lục giác này. Đó, chứ bên đây cũng vậy này. Đó. Hai chiếc đều còn rất đẹp anh em nhé, đầy đủ lưới căng. Cặp này có giá là 2.800.000 đồng nha các bác, 2.800.000 đồng. Onkyo D200 trơn. Cả ba cặp Onkyo này thì đều có cái thông số kích thước thùng như sau: chiều rộng là 22, chiều sâu 22 và chiều cao là 36 cm các nhé. Ba cái con này thì thông số về công suất, về trở kháng này, cũng như là về kích thước đều như nhau thôi. Đó, các bác nhé. Rộng 22, sâu 22, cao 36 cm nhé. Tiếp theo em quay cho quý vị một chiếc âm ly Nhật rất hiếm và một cặp loa đờ lông. Đó. Đầu tiên là chiếc âm ly nhá. Chiếc âm ly nhỏ xinh, size của nó là 30 cm các nhá. Đó, chiếc âm ly SA30. Khá là hiếm trên thị trường Việt Nam. Đó, mặt phay nhôm, lúm nhôm. Có chỉnh lau lớt, đèn tia. Đó. Máy điện 100V công suất là 190W. Chạy 4 sò than xanh đen các nhá. Đó, con này size nhỏ các nhá, size 30 cm, mặt phay nhôm, máy mỏng dính. Con này chỉ mỏng khoảng tầm 5-6 cm thôi. Đó, đo cho quý vị cái kích thước, cái chiều mỏng này, 5 mấy thôi, 5.5, siêu mỏng luôn, hơn cả Vienna Cotex luôn. Đó, chỉnh bát chép này, lọc filter này, đó, cổng áo X, tuner, follow và tab monitor, lau lướt này, volume này. Vặn volume to lên thì cái đèn bia này sẽ ăn theo nha anh em. Đó, nó sẽ ăn theo cái to nhỏ. Mặt nhôm, máy rất nặng nha anh em nhá. 190W nha anh em. Đó, đây là phần đằng sau này. Những cái cổng kết nối này. Đây là đường mát để cho follow này. Đó, đây là đường cọc loa. Ở đây là phần tem của nó này. Đó, điện 100V nha, công suất là 190W. Model của nó là SA30 các nhá. Đó, một chiếc âm ly gọi là cực kỳ hiếm. Giải của nó từ 4 đến 16 ohm nhá, từ 4 đến 16 ohm. Đánh 4 sò than xanh đen. Bây giờ thì em cắm từ điện, em đang cắm từ điện thoại vào nha các bác nhá. Test vào cái cặp đờ lông này. Chỉnh bát chép thì anh em chỉnh ở đây. Đó. Tùy theo mình sử dụng cái đâu mình vặn đến đấy nhá. Đây là chỉnh bát này. Đó. Chiếc âm ly A30 có mức giá là 3.200.000 đồng. Lưu ý với anh em là size con này là size nhỏ, size 30 cm các nhá. 30 cm. Cặp loa tiếp theo là cặp đờ lông. Anh Hoàng giới thiệu với quý vị một cặp Buxel đờ lông có cái màu vân gỗ, màu lu rất đẹp các bác nhá. Vỏ nó hãng họ sản xuất là một lớp lu bóng này, nhìn rất là chất. Loa Buxel đờ lông SC400 các bác nhá. Màng giấy, gân của nó là gân mút. Đó, có một cái tem vàng. Dòng này cũng rất là trau chuốt anh em nhé. Đó, tem vàng này, tất cả những cái đường chỉ vàng này. Đó, rồi là những cái cọc loa này, đều là những cái cọc nhôm vàng hết. Đó. Phía trên tép này cũng vậy, là có một đường vàng ở trong và một đường chỉ vàng ở ngoài nữa. Đó, làm tạo cái điểm nhấn. Tất cả những cái cọc này đều là cọc nhôm các nhá, cọc cắm mê căng nhôm. Hai chiếc đều còn rất ok nhá. Đó, chiều rộng của loa là 23, chiều sâu là 25 và chiều cao là 40 cm anh nhá, 40 cm. Đó, loa thiết kế thùng màu gỗ gỗ lu nhìn rất là chất, anh em bày rất sang trọng luôn. Công suất thì 200W một thùng các nhá. Công suất là 200W một thùng. Đó. Tình trạng hàng Nhật về còn khá đẹp, nguyên zin. Nó có đi một vài những cái điểm nó rất là nhỏ thôi. Nó rất là nhỏ thôi nhá các bác. Đó. Rất là nhỏ thôi. Phần cọc loa cũng như phần tem đây các nhá. Cọc loa vặn đờ lông SC410. Công suất là 200W. Đó, trở kháng 6 ohm. Series của con này nó là 769 và chiếc bên này cũng là 769 trùng series các bác, trùng series. Lỗ thông hơi thiết kế phía sau. Đó. Loa góc cạnh còn khá là ok các nhá. Đẹp đến 97% rồi. Đây là phần lưới căng này anh em này. Đó, phần lưới căng này nhá. Đó, e căng còn nguyên zin nguyên bụi nhá các nhá. Đó, cái này thì khung nhựa cho anh em có thể giặt thoải mái luôn. Đầy đủ logo nhá. Đó.
Nếu mà anh em về giặt sơ thì thôi, là lấy bàn chải đánh thì nó sẽ nó hết những cái vết bẩn bẩn này. Đấy. Cái đồ e căng vải này thì bẩn thì không tránh được đâu. Gột sơ qua đi thôi là đẹp rồi. Giá là 2.800.000 đồng. Đó, các nhá, 2.800.000 đồng. Tiếp theo em Nam Khánh quay cho quý vị cặp BMB 300V các nhá, một cặp loa chuyên để anh em sử dụng karaoke, hát karaoke gia đình. Đây là phần lưới căng của nó đây. Đó, nguồn đầy đủ cả tem các nhá. Đó, dòng này là dòng tem, cũng là dòng tem tem vàng các nhá. Hai cái lưới căng còn nguyên si. Đó, bát 20cm hai chép các nhá, một chép nó nằm trong cái lưới này. Đó, và một chép nằm đây. Khi mà anh em đậy cái lưới căng này vào như này, đó thì nó sẽ che đi cả cái con bát và con chép luôn. Đó. Về mình sử dụng thì mình mới che vào. Còn đây là em quay ra để em gỡ cái lưới ra để quay cho quý vị các cái phần tuyến loa. Đó, về mình dùng thì mình đậy vào để cho đỡ, gọi là thực ra cái dòng này để anh em treo tường hoặc là đặt trên kệ cũng được, nhưng mà nếu mà khi ở trên kệ thì anh em sẽ đậy lưới vào để cho tránh trường hợp trẻ con họ nó sờ vào đây nó chọc ngứa tay, nó ấn rách chép và rách bát nhá. Đó, tất cả những cái tuyến loa còn rất đẹp và đồng đều các nhá. Đó, chiều rộng của loa khi nằm ngang như này là 47cm. Đó, chiều cao này nó là 27. Đó, bát 20 các nhá. Dòng này thì công suất của nó là 250W một thùng. 250W một thùng các nhá. Sẽ lật cái này lên để cho quý vị nhìn này. Đó, đây là phần góc cạnh nhá. Nó sẽ đánh dấu chiếc trái, chiếc phải. Đây là chiếc led này. Đó, chiếc bên kia chiếc drive. Đó. BMW CS300V 8 ohm 250W các nhá. Đó, made in Japan. Cọc là cọc kéo này. Đó, series của con này nó là 362 ở đuôi các nhá. 362 ở đuôi. Chiếc bên đây. Đó, chiếc bên đây cũng vậy này, nó sẽ có một cái chiếc này là chiếc ride này. Đó, chiếc bên kia là chiếc lép rồi. Đó, series của con này nó là 362 trùng series nguyên các nhá. Made in Japan 250W. Đó, chiếc ride này. Cái này thì ở phía dưới này nó sẽ có một cái con ốc để anh em bắt ấy nữa cơ. Bắt treo tường nữa cơ. Đây. Đặt lên cho quý vị dễ nhìn này. Đó, nó sẽ có một cái mé dưới gầm này cũng vậy. Em lật nốt lên cho quý vị nhìn cả hai chiếc nhá. Đó, đây. Kéo đây. Đó, đây, cả hai chiếc này nha các nhá. Đó, nó sẽ có cái bát treo tường như này. Dựng thẳng lên này thì nhìn cái con ốc nó dễ hơn, còn nếu đặt nằm xuống thì là các bác nhìn nó sẽ khó. Đây, tổng thể các nhá. Đó. Hai loa còn rất đẹp luôn nha các bác. Đó. Cặp loa BMB 300V có mức giá là 4.600.000 đồng nhá. 4.600.000 đồng, hàng Nhật về chưa qua sử dụng tại Việt Nam, tất cả đều đầy đủ lưới căng, hai chiếc căng còn nguyên lành. Đó, không có bị vỡ việc gì. Quay như này cho anh em dễ nhìn này. Đó, cái căng lưới sắt còn đầy đủ các nhá, rất là sạch đẹp luôn. 4.600.000 đồng cặp BMB 300V các bác nhá. Các bác có nhu cầu liên hệ cho Nam Khánh số điện thoại 0972451489 các nhá. Tất cả những con chép này nó còn rất đẹp nha anh em, không có bị cấn rách gì đâu. Đó, cực đẹp luôn. Con này nó nằm ở trong này, không có một cái tì vết gì rồi. Ốc ốc này còn chưa tháo ra, chưa cậy ra luôn.